mọi người đang quay trở lại. Rất cảm ơn các bạn đang ủng hộ và đang xem video của mình. Cảm ơn các bạn đang quay trở lại với Vlog Kiến Thức, với chuỗi series miễn phí trong chuyên mục gọi là sức khỏe. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề xoay quanh với sức khỏe. Và để tiện theo dõi, hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video sớm nhất từ mình nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi nhé. Thời tiết nắng nóng, uống nước để giải nhiệt, chị em có thể dùng thêm những món ăn vặt ngày hè cho bà bầu. Đây là những thực phẩm vừa rất tốt cho thai nhi, có thể giúp mẹ chống lại thời tiết khó chịu trong lúc này. Dưới đây là một số danh sách những món ăn vặt ngày hè cho bà bầu, giúp dậy khát, đủ chất mà lại không tăng quá nhiều cân. Các mẹ hãy cùng tham khảo để chọn cho mình những thực phẩm ngày hè của mình nhé. Thứ nhất, trái cây dăm, vừa ngon vừa hợp khẩu vị. Một đĩa trái cây gồm mít, xoài, dưa hấu, thanh long, dầu tây, kiwi, vân vân, không chỉ giúp mẹ đỡ khát, tránh mất nước, làm tăng lượng ói mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất nuôi thai. Với nguồn chất xơ dồi dào, trái cây giúp mẹ cải thiện tiêu hóa, hàm lượng vitamin C, vitamin A, các khoáng chất, chất sắt, canxi, kẽm, vân vân. Trong trái cây có thể giúp mẹ tăng cường miễn dịch cho thai kỳ khỏe mạnh, thai nhi thông minh, phát triển trí não và thị lực. Thứ hai, sữa chua nếp cẩm làm đẹp da lại giúp tiêu hóa tốt. Sữa chua giàu dinh dưỡng với canxi, vitamin C, vitamin D, chất béo, vân vân. Không chỉ giúp cho mẹ cơ bầu tăng miễn dịch tốt cho tiêu hóa, đẹp da, đẹp tóc mà lại có lợi cho xương và răng của thai nhi. Nếp cẩm chứa nguồn dinh dưỡng tuyệt vời với dồi dào hàm lượng protein, chất béo, vitamin C, vitamin E. Nếp cẩm còn chứa các nguyên tố vi lượng cùng 8 loại axit và là các khoáng chất cần thiết cho mẹ bầu. Thứ ba, gạo cau dừa giải nhiệt giảm căng thẳng. Gạo cau dừa là món giải khát khá tuyệt vời. Vào những ngày nắng nóng oi bức, gạo cau chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào với canxi, sắt, kẽm, vân vân, carbohydrate, vitamin B giúp mẹ tăng cường hệ miễn dịch. Gạo cau cũng giúp làm giảm lượng cholesterol xấu cho mẹ duy trì cân nặng, lại còn đẹp da, đẹp tóc. Ngoài ra, axit amin trong gạo cau còn giúp cải thiện tình trạng cho mẹ giảm bớt căng thẳng. Tiếp theo đó là sâm bổ lượng, an thần, ngon, dễ ngủ. Vào một buổi trưa nắng nóng oi bức, việc thưởng thức một ly sâm bổ lượng, món ăn vặt được chế biến từ các nguyên liệu như bò bò, phổ tai, củ sen, hạt sen, vân vân, sẽ khiến cho mẹ đỡ mệt, nóng bức trong người. Món ăn vặt này bổ dưỡng giúp mẹ có tâm trạng tốt hơn và đặc biệt là ngủ ngon và sâu giấc hơn vào buổi tối. Tiếp theo nữa đó là bánh lăn, món ăn vặt hai ngày hè cho mẹ bầu, ngon, bổ, rẻ. Nguyên liệu chính có thể chế biến bánh lăn là trứng và sữa. Và đây là hai thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu và rất lợi cho mẹ bầu. Trứng giàu vitamin A, canxi, sắt, kẽm, axit folic, choline, tốt cho thai nhi phát triển như vụ bão, cao lớn, chân dài, ngăn ngừa thiếu máu, thiếu sắt. Trứng cũng giúp bé thông minh, ngừa dị tật bẩm sinh. Sữa là thực phẩm protein canxi, cho mẹ ngăn ngừa thiếu hụt canxi, nguyên nhân dẫn đến vấn đề trong thai kỳ. Tiếp theo đó là tàu hũ, món ăn bổ dưỡng từ đầu năm. Tàu hũ cũng là một món ăn vặt ngày hè cho mẹ bầu ngon miệng, được chế biến từ đầu năm. Tàu hũ giàu canxi, protein, đây là món rất tốt cho mẹ bầu, giúp nuôi thai nhi thông minh, cao lớn, ngừa các dị tật về xương. Tàu hũ cũng giúp cho mẹ giải khát vào ngày nắng nóng, lại còn có thể giúp cho mẹ bớt ngán. Chúc các mẹ có những bữa ăn ngon miệng và mát mẻ trong ngày hè này nhé. Bà bầu ăn bơ đúng mùa, không chỉ có lợi về giá cả mà còn tránh được dư lượng hóa chất bảo quản. Bơ giàu chất béo nhưng điều tuyệt vời nhất đó, nếu chúng ta biết ăn đúng cách và có thể giúp cho cơ thể giảm cân lành mạnh, dành cho những mẹ bầu thừa cân. Và khi nói đến lợi ích khi bà bầu ăn bơ giảm cân lành mạnh,
Ngừa tiểu đường hay dị tật thai nhi đã có rất nhiều phản biện trên các diễn đàn. Đã ăn nhưng sao tăng cân vù vù, hay chỉ là trái cây thôi liệu có lợi hại đến thế hay không, vân vân. Có sai là sai ở cách mẹ ăn, chứ bơ là loại rau quả mang lại rất nhiều lợi ích khác nhau. Ăn bơ đâu chỉ giúp ngừa dị tật thai nhi, bơ được biết là thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng đầu cho sức khỏe và sự phát triển của thai nhi và trẻ sơ sinh. Bơ được cung cấp nguồn folate tốt, tiêu thụ chúng trong khi mang thai có khả năng làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh. Theo Medical Daily, các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhận định rằng bà bầu nên ăn tiêu thụ khoảng 600 đến 800 mg folate mỗi ngày để có thể phòng được các bệnh dị tật về thai nhi thường gặp. Dù có bận rộn thế nào, mẹ cũng đừng bỏ qua bơ đàn vào mùa nhé. Nhiều kết quả khác nghiên cứu cho thấy cũng cho rằng bơ cung cấp một loại chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, đóng góp đáng kể vào chế độ dinh dưỡng không chỉ trong thai kỳ mà còn cả trong giai đoạn trước khi thai phụ mang thai. Cụ thể như sau: cải thiện sức khỏe bộ não. Dinh dưỡng nổi trội của quả bơ chính là folate, vitamin C, vitamin E và đồng. Trái cây này cũng giữ cho các tế bào não khỏe mạnh và hỗ trợ các dây thần kinh kết nối. Một nghiên cứu từ năm 2007 cũng đã chứng minh bơ giúp cho trí nhớ và các kỹ năng giải quyết vấn đề ở người lớn tuổi. Thứ hai, tăng cường giảm cân lành mạnh. Với các bà bầu thừa cân thì hoặc các mẹ bầu muốn giảm cân sau sinh thì thêm bơ vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng rất cần thiết. Dinh dưỡng có tại trụ sở California cho biết có chất béo lành mạnh trong bữa ăn hàng ngày là rất quan trọng để giữ cho chúng ta no và hài lòng sau bữa ăn, vì chất béo mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn carbohydrate hoặc protein. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2013, việc ăn bơ ở mức độ vừa phải có liên quan đến trọng lượng của cơ thể, chỉ số BMI và chu vi vòng eo tốt hơn. Các chuyên gia khuyên dùng một phụ phần ăn nhỏ, khoảng 1/3 quả bơ trung bình mỗi ngày. Thứ ba, kiểm soát lượng đường huyết. Hiệp hội tiểu đường Mỹ ADA khuyến khích việc ăn bơ vì sự hiện diện của chất béo không bão hòa đơn có thể cải thiện tiêu hóa và ngăn chặn sự tăng vọt của đường huyết. Những chất béo lành mạnh này có thể giúp kiểm soát lượng đường huyết và mức insulin tốt nhất cho mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ. Sau đây là 3 thời điểm mẹ bầu cần ăn bơ tốt nhất. Nếu muốn giữ cân nặng ổn định và không bị tăng cân quá nhiều khi quyết định thêm bơ vào chế độ dinh dưỡng ăn hàng ngày, hãy chắc chắn đã cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao. Nếu ăn nhiều ăn vào cuối ngày có thể khiến bạn nạp nhiều calo trong cơ thể gây tăng cân. Nguyên tắc khi ăn các loại trái cây nên ăn trực tiếp không qua chế biến để giữ được các loại vitamin. Thời điểm ăn tốt nhất là trước bữa ăn 1 đến 2 tiếng và tốt nhất là ăn bơ vào buổi sáng nếu không muốn tích tụ chất béo. Với ai muốn tăng cân nhanh thì có thể ăn bơ sau bữa ăn 1 đến 2 tiếng và vào buổi trưa, chiều. Đây là cách tốt nhất để hấp thụ vitamin. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng có thể ăn bất cứ lúc nào trong ngày mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Đừng ăn nhiều là được. Một số lưu ý nhỏ là dù bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ. Và tiếp theo đây đó là một số mẹo chọn bơ ngon. Dù vào mùa bơ và vào đúng mùa nhưng có thể để chọn được một quả bơ ngon cũng cần có mẹo đường hoàng. Trước tiên nhìn phần cuống của quả bơ, nếu vết cuống to nghĩa là bơ non. Bóp nhẹ bấm vào đầu cuống thấy nó hơi mềm thì chọn.
dù phần kia chưa mềm vì nó sẽ chín dần về phía đuôi. Những quả bơ dáng tròn thường có hạt to, tuy nhiên sẽ ít sờ hơn. Bơ chín ngon, có phần vỏ căng bóng nhưng vẫn sần sùi, cầm chắc tay. Muốn ăn bơ béo, thơm, dẻo, hãy chọn loại quả có màu xanh khi chín. Nó có màu và xanh sáng, bóng, lấm tấm những điểm vàng. Bơ chín để lâu trong tủ lạnh sẽ giảm hương vị. Bầu không nên mua nhiều bơ cùng một lúc. Tốt nhất là mua loại ăn kịp trong ngày và ngày hôm sau. Nếu bơ chưa chín, hãy để thêm ngoài cho chín rồi mới để vào tủ lạnh. Ba bầu ăn bơ về cơ bản chỉ có lợi. Để bớt ngán, mẹ có thể linh hoạt chế biến thành nhiều món khác nhau. Bơ có thể làm sinh tố hay các món salad đều ngon và bổ dưỡng. Và video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và để tiện theo dõi, hãy đăng ký ủng hộ kênh giùm mình. Và đừng quên bấm biểu tượng cái chuông cái bên nhé. Vì có những video mới về sức khỏe của mẹ bầu hay sức khỏe của mọi người gì đó, những cái video mà thông tin liên quan đến đời sống hàng ngày, thì các bạn sẽ được cập nhật ngay và đầu tiên sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Bye bye, hẹn gặp lại nhé.